Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình rảnh này thì mình sẽ làm cái clip này để thông báo tất cả cho các bạn biết này. Ngày giá Pi là ngày 314 đô là ngày nào này, và ngày nào là cây C tập trung này, để cho các bạn biết rõ này, đỡ hoang mang, đỡ nghe những tin vịt ở trên mạng nhé. Mình nói luôn này. Đây, mình sẽ đọc qua cho các bạn này các thông tin chính xác nhé. Đây là mình trong khẳng định đây thông tin chính xác nhé. Đây, ngày 25 tháng 12 giá Pi sẽ được niêm yết trên này sàn là 1 Pi sẽ bằng 314 đô này. Đây là thông tin chính xác 100% nhé. Nên nó không phải nghi ngờ gì nữa rồi. Đây, mình cũng đã hỏi lại này. Đấy. Vậy ngày Pi cai cho cai C tập trung là ngày nào? Đây. Bạn ấy cũng trả lời đây. Hiện tại nhá. Các Pi content đấy đang tiến hành này là xác minh những tài khoản là chân đợt vừa rồi cho sửa tên ấy. Đấy. Là đã xác minh, bao giờ xác minh xong nhá. Rồi, xong xuôi tất đang gấp rút chuẩn xác minh xong xong này. Khi xong thì sẽ cho tất cả các bạn cai C nhá. Nên là các bạn không phải lo lắng gì nhá. Đấy. Thứ hai, xong mình hỏi lại, vậy ngày ca đi xe tập trung là ngày nào? Đây, bạn ấy nói rõ đây, từ ngày mùng 3 nhé cho đến ngày 19 tháng 12 nhé, là tất cả phải tiến hành ca xe tập ca xe xong này để chuẩn bị lên mainnet này, đây, lên mạng chính này để cho mình lên mạng chính này. Nên là từ ngày mùng 3 tháng 12 nhé, các bạn nhớ rõ nhé, từ ngày mùng 3 tháng 12 cho đến ngày 19, đấy, hết ngày 19 nhé, là tất cả các tài khoản sẽ được ca xe nhé xong. Đấy, đã cả xài dây xong để chuẩn bị để trước khi lên mainnet nhé, nên là các bạn yên tâm. Đấy, mình cũng hỏi lại luôn, thế ngày mainnet là ngày nào? Đây, bạn ấy cũng trả lời lại luôn cho mình đây. À, đây là ngày nhé, sau ngày 24 tháng 12 là ngày mainnet nhé. Và đây, hiện tại các cá mập bên Trung Quốc đấy, họ đang mua Pi những tài khoản này đã được KYC này và được IAT nhé, là người ta đã mua từ 30 đô cho đến 80 đô trên một Pi nhé. Mình cũng nói thẳng luôn đấy, đâm ra mình là người, mình thực ra là mình cũng không muốn nói đâu, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói luôn để cho mấy những thành phần đấy mà cứ bảo mọi người là Pi một đô hay là Pi bao nhiêu rồi không có tương lai ấy, để làm cho những người đọc Pi chân chính bị nản đấy. Đâm ra là mình rất là chán, cho mình phải làm cái clip này để mình thông báo này cho tất cả mọi người biết nhé, là để yên tâm là tiếp tục kích cái set đi đợi nhá, từ ngày mùng 3 tháng 12 cho đến ngày 19 tháng 12 nhá, là sẽ được KYC tập trung, nên các bạn không phải lo lắng gì cả nhé. Đó. Còn các tài khoản nhưng mà các bạn cứ vào comment với mình rồi nói là ảo rồi ngáo đá các thứ ấy, thì thôi mình cũng nhận cũng được, mình ảo được ngáo đá được, nhưng sau ngày đó thì các bạn sẽ hối hận nhé. Còn đây thôi, mình chỉ làm đến đây thôi, còn tất cả các bạn có tin hay không tin ấy, thì cho mình xin một nút đăng ký ngộ kênh của mình. Mình sẽ làm ngày mai, mình sẽ làm một clip để chính xác để cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn biết nhé, cai C như thế nào chính xác luôn, 100% luôn, KYC như nào để vượt qua 100%. Các bạn không biết inbox mình sẽ giải đáp và mình sẽ hỗ trợ các bạn KYC vượt qua KYC thì 100% thành công nhé. Vâng, chúc tất cả các thành viên Pi Content có một cái Tết ấm no. Vâng, xin chào và tạm biệt.